Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vâng, em Vũ Duy Ô Tô chuyên bán các cái dòng xe bán tải tại Việt Nam. Và Vũ Duy Ô Tô có những chiếc xe mà thực sự là ở chỗ khác có không có, nhưng ở Vũ Duy Ô Tô kiểu gì cũng có. Ford Ranger sản xuất năm 2016 bản XLS các bác nhá. Vâng, một cầu số tự động dẫn động cầu sau. Và đây là một dòng xe bán tải máy dầu, động cơ máy dầu 2.2, cực kỳ ăn tiết kiệm nhiên liệu, bền lành. Một chiếc xe đẹp vừa về cửa hàng với màu ghi xám rất là khỏe khoắn luôn. Với cái màu này, form này thì các bác nhìn ạ, vâng, thiết kế rất là bắt mắt, nổi bật và trẻ trung, năng động. Những bác nào mà hay quan tâm đến dòng bán tải, thực sự đây là một chiếc xe không nên bỏ qua. Một chiếc xe số tự động, một cầu, rất là khỏe, lốp láp dày dặn mới tinh luôn các bác nhá. Và xe thì nói chung là chả phải chê cái gì cả. Đấy, form dáng này các bác nhìn này. Ford Ranger là một cái dòng xe bán tải rất là bền lành, ăn dầu như ngửi, tiết kiệm nhiên liệu. Và dòng này thì bác đi 100 cây thì tính ra là các bác hết chỉ khoảng tầm 110 đến 120 nghìn tiền dầu thôi ạ. Vâng, rất là rẻ, kể cả với cái thời điểm xăng dầu đắt như thế này thì mẫu bán tải cũng là một mẫu xe vừa đẹp này, vừa bền này, vừa rẻ này, tiết kiệm cho các bác thì tội gì các bác không mua. Đặc biệt là chiếc xe này sử dụng động cơ máy dầu turbo, nghe turbo thì có vẻ là nó rất là khỏe và tiêu tốn cái gì đấy. Thế nhưng mà thực sự với cái động cơ mà nó có turbo đấy thì nó sẽ đạt hiệu năng cao hơn, tốt hơn. Và dòng xe bán tải Ford Ranger là một dòng xe mệnh danh là vua bán tải với động cơ máy dầu đã được khẳng định qua rất nhiều năm. Và đặc biệt là chiếc xe này có cái thùng nó dài hơn các cái dòng xe bán tải bình thường khác lên đến gần 20 phân nhá là các bác nhá. Thế nên là các bác về mà các bác đi á, thì rất là yên tâm và an toàn. Hệ thống khung gầm sắt xi của xe thì không có han mục. Và xe thì bao cam kết cho các bác là không có tai nạn ngập nước. Máy số thì còn duy nguyên và chạy rất là ngon. Máy rất là lành bền luôn. Với động cơ này thì nói là máy dầu nghe có bảo các bác bảo là nó kêu như công nông ạ. Nhưng mà thực tế là với cái dòng xe này thì các bác ngồi trong khoang lái thì cũng gần như là máy xăng luôn. Rất là êm. Chiếc xe mang biển số 14C16527 là biển số tỉnh Quảng Ninh. Con này thì và em chưa làm gì cả. Về các bác có thể là rút hồ sơ thôi. Vâng, xe vừa về trong buổi tối ngày hôm qua. Và bây giờ thì em review cho các bác. Đầu tiên là các bác có thể nhìn ạ. Vâng, chiếc xe này nó lại tự dưng lại, nó lại có hai cái bộ đèn. Đèn 6 bóng này là các bác ạ. Cái này là chủ độ thêm. Vâng, để tăng cái khả năng tăng sáng cho chiếc xe này. Mặc dù là chủ người ta tăng sáng nhưng mà cái đèn của xe đây thì bác lại để zin. Đèn pha zin và đèn cốt zin. Đấy, đèn định vị cũng zin luôn. Đấy. Vì bầu đèn zin nên là bầu đèn rất là đẹp và căng trong, không hề có rạn nứt các bác nhá. Bên tài này, rồi bên phụ này. Đấy, và con này thì có dán tem VAC rồi. Bác nào mà mua về thì các bác lột cái này ra, xong rồi các bác gắn một cái tem khác vào. Vâng, để còn nộp tiền chứ không thì nhiều bác ấy cứ trừ tiền của chủ cũ thì chết. Thế còn đằng dưới thì là hệ thống đèn chiếu sáng của xe, là sử dụng bóng công suất thấp thôi. Nhưng mà bầu đèn thì vẫn còn đẹp và nét sáng luôn, không lỗi lầm nhá. Cản trước xe thì không có biến dạng, không rách và đều là vẫn là còn nhựa nguyên của nó luôn, không hề có vẻ sơn tia tỉa bả gì cả. Xe đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá. Và bản XLS thì chắc chắn là phía đằng trước nó không có cảm biến tiến rồi. Phía đằng trước thì bác nào mua về các bác có thể là gắn thêm cái cảm biến vào đây cho nó an toàn cho các bác. Vì đây là một mẫu xe dáng khá là dài, dài đến 5m4. Thì cái khả năng mà các bác đi đấy, các bác nghe tôn ạ. Khả năng mà các bác đi đường mà va quẹt là chuyện rất dễ xảy ra. Thì mình cứ gắn thêm cái cảm biến để cho nó an toàn khi mà mình loành lùi cua. Vì là cái đầu của nó dài hơn cái khoảng cách từ đầu này đến vô lăng là gần 2m các bác. Thế nên là mình cứ sử dụng những cái thiết bị an toàn gắn thêm cho nó yên tâm. Có thể là các bác gắn thêm một cái cam 360 độ nữa thì em ủng hộ vô cùng luôn. Vâng, cam 360 độ thì nó cũng rẻ thôi, không có vấn đề gì. Lốp ở chiếc xe này thì như lốp bên này thì sử dụng lốp Phanken 2017. Đấy, la răng dày dặn, lốp mới. Và thực sự là lốp này, con này đi ít nên là các bác nhìn này. Rãnh lốp vẫn còn rất là dày. Đấy, rãnh lốp dày khự luôn. Lốp đẹp luôn ạ. Vâng, và mặc dù là báo là con này biển Quảng Ninh nhưng mà bác nhìn sắt xi của nó còn đẹp lừ này nữa. Đấy, các cái chi tiết này. Sắt xi này, đấy các bác nhìn nhá, sắt xi đẹp căng luôn. Không có lỗi lầm. Đấy, sắt xi rất đẹp. Cua lốp thì khỏi phải bàn. Vâng, cua lốp đây. Các bác nhìn ạ, vâng, cua lốp ạ, rất đẹp và khỏi phải bàn luôn. Đấy. Cái bậc sàn để chân
Đó, tăng khả năng trông nó vững chắc thì cái này là sử dụng nhựa thôi chứ không phải là sử dụng phần kim loại. Thế còn gương bầu gương chiếu hậu ấy ạ, thì các bác nhìn ạ, vâng, gương chiếu hậu của chiếc xe này thì nó rất là to và con này thì chưa có gắn xi nhan tích hợp trên gương. Nếu mà bác nào thích thì các bác có vẻ làm một cái độ lép này nữa thì quá ok. Đấy, và gương thì có gương cầu lồi này, rồi gương trong em vừa phun nước rửa qua con xe này nên là nó vẫn còn đọng nước một số. Đấy, kính zin này các bác ạ, kính zin nhá. Vâng, dòng này thì khỏi về lõi luôn. Này, em gõ cửa đây các bác nè. Đấy, tôn vỏ rất là mỏng luôn. Và con này thì bao cam kết cho các bác là keo chỉ zin nhá. Keo chỉ này, các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ zin luôn, từng chỉ một luôn. Đấy, keo chỉ zin, kính zin. Xe này thì cứ đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn. Nhiều bác thì cứ bảo là keo chỉ zin là gì, cứ nghe người ta hay truyền miệng câu vậy thôi, nhưng thực tế là các bác không biết được cái bản chất của cái keo chỉ zin. Keo chỉ zin chính là cái để nó khẳng định xe là không có đâm đụng nhá các bác nhá. Còn khi em đã bảo đảm cho các bác rồi thì các bác chỉ cần nhìn qua keo chỉ là các bác biết. Kể cả ngay các cái phần con ốc này, nó còn nguyên dấu đánh dấu của nhà sản xuất luôn. Đấy các bác nhìn ạ, và còn rất là đẹp, tất cả các chi tiết thì hài hòa. Đấy, không lỗi lầm. Xe rất là đẹp và con này thì lăn bánh 12 vạn rồi. Kính điều khiển một chạm này. Đấy, một chạm rồi nha các bác nhá. Bên này thế này. Đấy, một chạm này. Ở bên này thế này. Đấy, một chạm này. Kia cũng một chạm này. Đấy các bác thấy chưa? Vâng. Một chạm, kính rất nhẹ nhàng. Không gian nội thất bên trong xe thì cái này đã được bọc ghế. Bọc ghế nha các bác nhá, bọc ghế da. Đấy, ghế da là ghế da màu đen pha chỉ đỏ. Đấy, kết hợp rất là đẹp và thể thao trẻ trung. Đấy, bên này thế này. Đấy, các bác nhìn ạ, tất cả các cái ghế của xe thì rất là luật là. Đặc biệt là trần con này, trần nỉ. Đấy, không bọc ni lông, nhưng mà trần nỉ thì luật là rồi, khỏi phải chê. Đấy, trần nỉ này. Táp lô sạch sẽ này. Đấy. Và đặc biệt là màn hình thì hiển thị là 12.6, các bác nhìn đồng hồ nhá, 12.6. Vô lăng tích hợp hai phím điều khiển, đó là một phím là cruise control, ga tự động là bên này. Đấy, ga tự động đây. Và một phím là điều khiển về âm thanh giọng nói, điều khiển hệ thống điều khiển của xe đầy đủ luôn. Vô lăng tích hợp này, còi này. Còi to, đấy, logo Ford. Và đặc biệt là chiếc xe này thì có gắn lên cái màn hình OLED. Vâng, cái màn hình này cũng mất tầm 5-7 củ rồi. Cái màn hình OLED này thì có kết hợp với camera hành trình, với camera lùi. Nhưng mà con này thì không có camera hành trình các bác nhá. Thì chỉ có camera lùi thôi. Thì các bác có thể là sẽ sử dụng để kiểm tra khi mà mình lùi đó. Vâng, em sẽ đạp phanh. Em sẽ đạp phanh, ta sẽ lùi để xem nào. Đấy, các bác nhìn nhá, cam lùi này, có luôn nhá. Đấy. Và đây là một chiếc xe có hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Các bác nhìn nhá. Vâng, điều hòa chỉnh cơ chỉ mà vặn núm thôi. Đấy, rất là đơn giản. Và bên này thì tay cần số của xe thì cũng đã theo thời gian 12 vạn. Nói chung là đây các bác nhìn này, nó vẫn còn tương đối thôi. Và da của nó vẫn còn đẹp nhá. Vâng. Đấy, tay phanh đầy đủ. Bệ tì này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Và chiếc xe này thì nó chỉ có kính điều khiển điện thôi, không có cục xe điện. Thì nếu bác nào mà thích thì các bác có thể là chỉnh sửa cái chức năng này để gắn thêm vào là bản gập điện đấy ạ. Gương kính chỉnh điện đấy ạ. Vâng. Còn bản lề đằng sau này các bác nhìn này. Đấy. Đấy, các bác nhìn bản lề sau rất là đẹp luôn. Đấy, bản lề sau này. Đấy, keo chỉ thì khỏi bàn nhá. Riêng cánh này keo chỉ cũng khỏi về bàn luôn. Em sẽ quay nhanh cho các bác. Các bác không cần phải lo lắng đâu ạ. Vâng, kính điện này hoạt động bình thường. Và tất cả cửa kính của xe thì cũng đã được dán phim cách nhiệt rồi. Vâng, dán hết phim cách nhiệt cho chiếc xe này. Còn ghế hàng đằng sau thì rộng rãi vô cùng luôn. Với dòng bán tải thì Ford Ranger là một dòng xe rộng rãi với khoang đằng sau thoải mái luôn nha các bác. Các bác có thể nhìn cái khoảng để chân đấy ạ. Vâng, khoảng để chân cũng rất là rộng cho người ngồi đằng sau. Đấy, và chứa được đến 3 người ngồi đằng sau. Tổng thể con này là 5 người ngồi nha các bác nhá. Đấy. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng và đấy, cái tiếng phập với nó cũng khẳng định về chất lượng của xe rồi. Con này đây lốp đằng sau này, lốp phanh ken. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Lốp phanh ken dày như mới, lốp 225/70 và R16 nha các bác nhá. Con này sử dụng vành la răng 16 thôi. La răng đúc rất là đẹp. Và đây các bác nhìn này. Đấy, các cái phần sắt xi của xe đây. Sắt xi căng thẳng luôn, rất đẹp. Đấy, cua lốp này. Sạch sẽ này. Đấy, cua lốp đây. Và chiếc xe này thì sử dụng nhíp 6 lá nhá các bác nhá.
Nhíp gầm 6 lá này, các bác nhìn ạ. Vâng, nhíp gầm dày dặn luôn. Dòng này thì tải thoải mái nhá. Jagger là một cái dòng xe được đăng ký thì chỉ có hơn 6 tạ thôi, nhưng mà khi các bác chở thì các bác có thể chở được hơn hẳn 1 tấn luôn. Gầm sàn rất là đẹp, và đặc biệt là lốp sơ cua thì cũng đã hạ hình rồi. Cái này là người ta đổi lốp thôi chứ không phải lốp sơ cua zin đâu ạ. Vâng. Đấy, còn gầm đằng sau này. Đấy, các bác nhìn những cái này là các bác biết đánh giá luôn xe rồi ạ. Vâng. Chứ còn đương nhiên là nhiều xe thì có thể là theo thời gian 5 tháng thì không thể là đẹp luột là như mới được. Cũng có thể là có những cái chi tiết cũ thì nói chung là tiền nào của đấy thôi. Đấy, hệ thống đèn này. Đấy, đây là đều là đèn zin các bác nhá. Phân bóng 3 tầng. Đèn rất đẹp. Và khả năng sáng tốt vì là nó không hề có các cái cản sáng nhiều. Đấy, rất rõ ràng. Đấy, và cảm đằng sau thì con này thì chỉ có camera lùi thôi. Là đây này. Đây, chỗ này là các bác này. Thế nhưng mà lại không có cảm biến lùi. Thì cái này em cũng khuyên các bác là làm thêm bộ cảm biến lùi đằng này nữa. Thực tế là hai bộ cảm biến lùi này thì các bác đầu tư chỉ khoảng tầm 1,2 triệu thôi ạ. Là cả bộ đằng sau này và bộ đằng trước đằng kia. Đấy. Thế còn sàn thùng thì con này được lắp một cái sàn nổi của Jagger nhá, dành cho Jagger luôn. Và con này là sử dụng sàn full box olive. Đấy. Em sẽ mở cái nắp thùng này ra cho các bác. Vâng, chống thủy lực của nó vẫn còn rất là tốt. Và phần này là bằng nhựa nhá, chứ không phải bằng nỉ. Vâng, cái phần này bằng nhựa này. Và các bác nhìn này, rãnh thoát nước của nó này. Đẹp luôn, không hề có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, rãnh thoát nước đây ạ. Các cái chi tiết của xe thì nó sử dụng bằng nốc luôn. Đấy, rất là mới và rất là đẹp. Đấy, nốc lác, đẹp, chuẩn chỉ. Đấy, chà, thùng đẹp cực kỳ luôn. Con này là thùng này là em vừa mới rửa thôi. Lúc nãy thì hơi bụi bụi bẩn bẩn một tí, nhưng mà đấy, em rửa đấy ạ. Thùng mắc lai, đấy, các bác nhìn này. Đấy, cái lòng thùng rất đẹp. Lòng thùng sáng trắng luôn. Và đặc biệt là các bác nhìn này. Nếu mà đâm va thì các bác nhìn những cái chỗ này không bao giờ còn nguyên. Nhưng đây còn nguyên zin luôn này. Tất cả các cái chi tiết này còn nguyên zin nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, còn nguyên zin luôn. Bên này cũng thế này. Đấy, còn nguyên zin luôn này. Và sàn sau này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, sàn sau gần rõ ràng, không hề có móp méo, không hề có chỉnh sửa gì cả. Đấy. Và đây, keo chỉ này. Các bác nhìn keo chỉ đồng đều này. Đấy, keo chỉ nó rất là đẹp luôn. Đều đặn luôn. Đây là toàn bộ là chỉ zin nhá. Vâng, toàn bộ là chỉ zin hết. Đấy. Một mẫu xe bán tải rất là đẹp 2016. Vâng, xe cứng cáp bao zin cho các bác luôn. Lốp đằng sau này, lốp Dunlop AT Rancheck. Và con này thì là lốp zin nguyên hãng đấy ạ. Vâng, nên là nó mòn như này đây. Đấy, lốp mòn đây này. Đấy, lốp mòn khự luôn, 2016 mà. Đấy, nguyên, nếu mà người ta bảo thì gọi là lốp zin nguyên quả luôn đấy ạ. Vâng, từ hồi 2016 đến bây giờ. Còn sassi thì đây, các bác nhìn này. Mặc dù là tỉnh Quảng Ninh thật, nhưng mà sassi con này thì quá đẹp luôn. Vâng, em cũng chả phải cần phải nói đâu, các bác cứ nhìn hình là biết ạ. Vâng. Đấy, các cái chi tiết của nó vẫn còn sắc nét luôn nhá. Và xe thì đảm bảo cho các bác rồi. Nên là các bác yên tâm. Cửa này. Đấy. Keo chỉ thì khỏi bàn. Vâng, keo chỉ thì khỏi bàn rồi. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Keo chỉ đẹp, tắp pi sạch. Đấy. Kính điện lên xuống rất nhẹ nhàng. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, bên này cũng thế này. Đấy. Bên em Buzi Auto thì chuyên bán các dòng xe bán tải nhá. Nên là bác nào mà quan tâm đến dòng xe bán tải thì các bác cứ đăng ký kênh của em Buzi Auto ạ. Các bác sẽ được liên tục cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng. Đấy, ốc còn chưa tham gia này. Đấy, rất là đẹp. À. Vâng, nói chung là tầm bên em thì là không phải là bán xe lướt đâu. Và bên em là bán xe cũ. Thế nên là chắc chắn là có sẽ những chi tiết nó cũ theo thời gian. Thì cái này các bác phải thông cảm. Không nhiều bác bảo chứ, ôi xe tôi nó, tôi phải cần cái xe nó như mới tinh luôn ấy. Thì đương nhiên là theo thời gian 5 tháng rồi, các bác dùng nhiều, các bác sử dụng những chiếc xe mà nó đã qua nhiều năm rồi đấy, thì không thể bảo là nó có thể là phải đẹp như những chiếc xe mới tinh từ nhà máy được. Đấy, sàn thổ rất là đẹp này. Thế nên là các bác cũng thực sự thông cảm nhá. Vâng, một chiếc xe bán tải một cầu số tự động, cực kỳ đẹp luôn, vừa về cửa hàng. Đấy, tôn vỏ nó mỏng như này. Em sẽ mở khoang máy, cứ để nổ như bình thường thôi, để cho các bác đánh giá luôn khoang máy ạ. Vâng. Đấy, các bác nhìn đồng hồ nhá. Đấy, em để lên mà máy số thì rất là êm. Đấy,
đồng hồ hiển thị cruise control đầy đủ này, có hết nhá, ga tự động ạ. Và ta sẽ mở lắp capo gì đây. Con này sử dụng động cơ máy dầu 2.2 các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó là 7 lít dầu trên 100 km. Và cái dòng Ford Ranger XLS là một cái dòng xe mà được đánh giá là mức tiêu thụ nhiên liệu là tốt nhất trong các phân khúc của Ranger. Nó ăn hơn bản tốt hơn là cái bản hai cầu. Vâng, nó ăn ít hơn vì máy nó nhỏ hơn. Đấy, còn các bác nhìn này, đầu tiên là nước làm mát, nước làm mát là nước đỏ nhá, và đây là nước zin của hãng ạ. Thế còn máy số con này thì các bác yên tâm, bao cho các bác là máy số còn ngon và zin luôn. Máy số zin các bác nhá. Máy dầu chạy rất ngon và turbo của nó thì cho các bác nhìn này, turbo rồi còn zin này. Đấy, turbo chạy rất giòn, tiếng đều. Xe thì không có lỗi lầm gì rồi. Đấy. Các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Ranger thì đây là một chiếc xe ok cho các bác luôn. Tầm sườn này, các bác nhìn này. Đấy, tai này. Tai rằng đây. Đấy. Vâng, nói chung là tiền nào của đấy thôi. Các bác muốn mua một chiếc xe chất, chắc chắn là tiền nó sẽ không thể là rẻ được rồi. Cho nên là một chiếc xe này thì em đang bán với cái giá là 560 triệu đồng. Vâng, và những bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Siêu Auto. Đấy, keo chỉ còn zin nguyên này. Đấy, mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Siêu Auto để thẩm xe nhá. À, tất cả các logo, các chữ của nó còn nguyên này. Đấy, dập nổi này, lỗ tròn của nó còn đều luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Máy rất giòn, Acquy X Pro. Dòng Acquy rất là khỏe luôn. Đấy. Đấy, chiếc xe nó đẹp như thế này, tội gì các bác không đến xem xe. Đấy, đầu răng cho các bác xem thoải mái này. Đấy, ui giời, sầu quá. Cái này các bác cứ đến thẩm xe thôi. Bên em đảm bảo cam kết cho các bác rồi, không có đâm đầu, không có va sau. Đấy. Đấy, răng đẹp này. Đấy, các bác nhìn kỹ vào cái đằng trong nhá. Vâng. Đấy, sắt xi đẹp, gầm sàn ok luôn. Em sẽ quay luôn gầm cho các bác luôn. Đấy. Con này thì lành bền, khỏe về chê luôn. Vâng, một dòng xe bán tải mà được rất nhiều người tìm kiếm, nhiều người sử dụng luôn. Vì cái mẫu xe bán tải này giá nó vừa là rẻ này, vừa là chắc chắn này, và dễ dàng sử dụng. Những ai mà yêu thích cái dòng xe máy dầu một cầu số tự động này thì được. Alo cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926 các bác nhá. Vâng, em Vũ Duy Auto rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng, và rất vui khi được các bác thẩm xe. Đấy. Bên em mình có rất nhiều xe và liên tục cập nhật luôn. Vâng. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình những chiếc xe thực sự là tuyệt vời tại Vũ Duy Auto. Đấy, dạo con này ngon như thế này không mua đúng là thực sự phí luôn. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.